Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình làm clip về cây ly sam 86. Cây này bằng chắc cỡ gần bằng ngón út. Cây mình đã vô chậu sẵn. Những cái loại này thì nó rất là nhanh bông. Cây này thì dáng nó cũng đầy đủ rồi. Các bạn về chơi xịt nước và chờ ra bông thôi, để bàn hoặc làm gì tùy. Mình đã vô chậu sẵn là 4 phần sẵn rồi, không phải làm gì hết nữa. Để dành cho các bạn mà chơi mà nếu mà không biết chăm thì mình cứ lấy cái loại này về mình xịt nước mà mình chơi cho nó ra bông rất là nhanh. Cây nó những chít nên là nó không có phải chờ đợi lâu nữa. Nó cũng vừa, giá cũng vừa, 80 ngàn. Bạn nào thích thì liên hệ mình làm sẵn như thế này rồi mình gửi nha. Đấy, rất là nhanh bông. Này, mình có rất nhiều loại này nha, chắc khoảng mấy nghìn cây, thoải mái cho các bạn lựa hoặc là cứ alo mình. Giá nó cũng na ná giống nhau chứ không phải là khác biệt lắm. Cây đổ có, cây huỳnh có, vừa đổ vừa huỳnh có, rất là nhiều loại, thoải mái các bạn lựa nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu bạn nào thích thì cứ alo mình, số điện thoại mình có để bên dưới. Các bạn có thể dùng phân Vinamid của Úc, mình bón thêm ha, bón thêm cái lúc mà cây bắt đầu ra chồi non, mình bón thêm để kích thích cái nó phát triển cái hoa ha. Rồi mình xin kết thúc video đây. Các bạn thích thì cho mình một like và